cái trái mà nó còn xanh như thế này nè, thèm thèm mà muốn chảy nước miếng luôn, mình thích ăn chua lắm đó. Giờ không biết sao, xin phép cây dâu ha. Thùng dâu ơi, thùng dâu, xin phép thùng dâu cho ăn một trái được không? Gì vậy? Tôi mới ra được có một trái. Gì vậy cô? Tôi mới ra được có một trái mà cô đòi ăn làm sao được? Ăn tươi tươi nhột lắm đó. Vậy massage trước cho dâu hết nhột nha. Cô ơi, cô đừng có massage con nữa. Cô ăn đi, con nhột quá, con chịu hết nổi rồi. Wow, nó nói chuyện các bạn ơi. Thôi mình ăn đi, đừng có massage nữa, nó nhột nha. Bây giờ sẽ ăn thôi. Wow, cho phép nha. Cô ăn thì cô ăn đại đi, còn xin phép gì nữa. Tôi cho cô ăn đó. Tôi cho ăn các bạn ơi, ăn.